Con trâu đực này đã khiến người dân ở một địa phương thuộc tỉnh Bình Phước một phen hoảng sợ. Trong khi con trâu vẫn nhơ đi lại dưới đất thì người dân phải tìm chỗ tránh trú an toàn trên cao. Ngày 15 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã kịp thời khống chế con trâu đực bị sóng chuồng ra ngoài, hút 5 người đi đường bị thương và phá hư cửa, hàng rào, xe máy của người dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, con trâu đực của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi, huyện Hứng Quảng, khi bị nhốt chờ mổ thịt, bỗng sổng chuồng chạy ra ngoài đường về hướng thị xã Bình Long. Trên đường chạy, con trâu này đã hút làm 5 người đi đường bị thương nhẹ và làm hư hại hàng rào, cửa, xe máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long. Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ừ, ban nhân dân thị xã Bình Long đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an quân sự phối hợp các lực lượng khác ngăn chặn xử lý con trâu, không để trâu tấn công thêm người dân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Bình Long đã khống chế được con trâu này và trao trả cho chủ trâu. Bà Hoàng Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long cũng đã đề nghị các ngành chức năng thị xã phối hợp với chủ trâu tiến hành thăm hỏi, động viên những người bị thương, đồng thời thống kê các tài sản hư hại của người dân.